Sáng nay, Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, Sophen Hadahun đến thăm, chúc mừng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Tổng lãnh sự Sophen Hadahun gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 78 năm qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cảm ơn Tổng lãnh sự cùng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đánh giá cao tình cảm hữu nghị đặc biệt Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Hy vọng hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện và cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc.